Tôi có quen một người yêu à, người yêu tôi cãi chị ông già Noel cho tôi nghe vui lắm. Cái... đã chắc chắn quen gọi là không trách móc hiểu không, còn thôi cô ơi em thấy thấy gì thấy gì thấy gì nói thấy gì thấy gì. Các bạn ơi, từ nay kênh Heavy sẽ đăng 5 clip một tuần, vào thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Các bạn nhớ theo dõi để đón nhận những nội dung cực kỳ vui vẻ và mới mẻ của Heavy nha. Chào mừng các bạn đã đến với Ốc Phúc Show được chiếu vào thứ 5 hàng tuần trên kênh Heavy. Và ngày hôm nay chúng ta có hai vị khách mời, đó chính là Phú Đại và Kim. Hello mọi người. À, tôi Bùi Thiên Phú, nickname là Phú Đại, quê ở Cần Thơ. Thì nhà là tôi là nóc nhà. Are you sure about that? À, tuổi hả? Hôm nay tôi 2k8. Mày đừng có mồm điêu đi. Dạ, mời anh Kem ạ. Vâng, thì đây là lần thứ hai mình tham gia. Tên Lương Hải Đăng ạ. Dạ, tên từ Kiên Giang. Vâng, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đồng ý tham gia game show bốc phốt của Heavy. Nơi chúng tôi sẽ bốc phốt những bí mật trên trời dưới biển, từ trong ra ngoài của hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khởi động ngày hôm nay. Luật chơi của phần khởi động là bây giờ MC sẽ đưa ra câu hỏi bất kỳ, hai bạn sẽ điền vào chỗ trống còn thiếu. Sau khi MC đếm 1, 2, 3 thì giơ tay để giành quyền trả lời nha. Ok à, dễ mà. Câu hỏi đầu tiên. Anh Thuận chấm 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 Hòa là nhà có chấm chấm chấm. Rồi, thấy rồi, em thấy rồi, thấy rồi. Mời bên Phú Đại. À, anh Thuận em Hòa là nhà có phúc hả? Wow. Đúng. Trời. Đúng tay là đúng rồi. Dễ quá, dễ. Biết nhau bị hốt sao? Câu thứ hai. Chấm 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 hơn chấm 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 là nhà có phúc. Ai giỏi chú vậy? Quá dễ. Kem hả? Gà. Mời Kem. Trời ơi, thiệt chứ câu này mình trả lời không được, nó đi thâu luôn á. Cha hơn con là nhà có phúc. Ôi, trời ơi. Vậy? Nghe em gõ trả lời lại nè. Bỏ nè. Anh. Con hơn cha là nhà có phúc chứ. Lộn. Nó là cha hơn con. Không, mà nãy Kem là cha hơn con. Nhưng mà mình có thôi. Đầu Kem đã nói là cha hơn con là nhà có phúc. Nhưng mà lúc sau Kem đã sửa chữa được lỗi lầm của mình. Nên là thôi ok, chấp nhận. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo luôn. Tôi không có gì để nói. Lá chấm 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 đùm lá chấm chấm chấm. Cái gì? Kem à? Ok, nghe chấm 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 không à, bị lắc rồi. Ta làm đùm lá gắt à. Ê, bị lắc rồi. Nghe chấm 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 không à. Vâng, cảm ơn anh Kem nha, anh Kem đã trả lời. Shit. Ok, không có bằng. Chứ không cái con ra nó đang ngồi cái chấm chấm chấm. Hết. Ủa cái gì vậy? Thôi, ok, không có bằng. Lỡ rồi thôi. Thôi vậy à, bây giờ chúng ta đã hoàn thành phần chơi nhanh rồi, các bạn có thấy nóng người chưa ạ? Thấy bị lắc nóng người. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính của chương trình, đó chính là phần bóc phốt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến ngay với phần bóc phốt. Chủ đề bóc phốt của tập thứ 7 khá là quái lạ, đó chính là tất cả mọi chuyện trên trời dưới biển của mọi người. Ok, bây giờ hai bạn sẽ chọn câu hỏi bên phía đối phương và nói vào đáp án mà mình cho là đúng. Nếu đúng thì đối phương sẽ phải trả lời tiếp câu hỏi đó. Nếu sai thì bạn sẽ phải là người trả lời câu hỏi. Bây giờ cho hỏi nha, trong hai thí sinh đây thì ai sẽ là người chọn trước đây ạ? Ok chứ ạ. Xin mời anh Kem. Người bạn thân nhất hồi bé, kỷ niệm nhớ nhất với bạn. Chọn câu hỏi đầu tiên đúng không ạ? Ok, chọn câu đầu tiên ạ. Ok, xin chào okay, chọn đi. Câu trả lời ạ. Chốt nhanh lào. Chơi à, không nhớ. Không nhớ à. Vâng ạ, à, đáp án vô cùng chính xác. Xin mời anh Phú trả lời câu hỏi này ạ. À. Người bạn thân nhất hồi bé và kỷ niệm nhớ nhất với bạn của anh. Nhiều lắm, tại vì hồi trước thằng nào cũng gọi là thằng hết á. Chàng gái. Đấy. Hồi đó chơi với gái nhiều hơn. Tại vì có đam mê sở thích với gái từ nhỏ rồi. Ok. Nó gắn liền tới giờ. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất hả? Chắc có lẽ là thời mà thằng Kem, mày biết mấy cái cầu ở dưới quê mà chiều hay ở chuồng nhảy từ trên cầu nhảy xuống không? Biết. Mấy thời đó đi học là hay tấp tấp xuống rồi đi tắm xong rồi mặc đồ về. Rồi đó mà cởi chuồng nha, để phải ướt đồ. Mấy
mấy tuổi? Trời ơi, lúc đó còn học đâu lớp 4, lớp 5 gì à, cùng à. Còn lớp 2, lớp 3 này kia đi học rồi về thấy bà mẹ muốn con... chạy không kịp. Là đứng trên cầu nhảy xuống mà không mặc đồ hả? Ừ, hồi nhỏ mà. Có con gái không? Có gì? Nó... có con gái luôn, hồi xưa gái trai chan nhau. Đúng rồi. Hồi đó hồi nhỏ người ta không có ngại, hiểu chưa? Vâng, xin mời anh Kem chọn câu hỏi tiếp theo ạ. Câu số 7 ạ. Bạn có tin vào ông già Noel kể về một kỷ niệm Giáng sinh đáng nhớ? Xin mời anh Kem chọn câu trả lời. À, ok, sao biết hết vậy? Rất chính xác. Cái này tôi trả lời khó chứ, cho mình chết. Rất chính xác. Và xin mời anh Phú trả lời câu hỏi này ạ. À, từ trước tới giờ là mình không có khái niệm, thứ nhất là ngày lễ. Nhất là ngày Noel thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó lướt qua như bao ngày khác à, nó không gì cả. Ok. Còn mà nói vấn đề mà hồi còn nhỏ nha, mà bảo ông già Noel có thiệt là không rồi. Tôi có quen một người yêu, à, người yêu tôi kể chị ông già Noel cho tôi nghe, vui lắm. Cái gì? Cái vậy mà, hồi nhỏ thì được ông già Noel tặng quà. Để tôi kể câu chuyện người yêu cho các bạn nghe. Là hồi nhỏ người yêu tôi hay được ông già Noel tặng quà. Tặng quà nhiều ngày, lần nào tới Noel cũng được tặng quà hết. Nhưng mà tới lúc lớn xíu á thì biết á là mẹ đi mua cho. Tại sao không? Tại lúc được bắt đầu được tặng rồi phái chứ bắt đầu đòi mấy cái món mà hơi bị đỉnh cao hơn á, giá trị hơn á. Ông già Noel mất tiêu từ đó luôn. Đúng nè. Xin kể xấu em. Ơi. Em nhớ cái là thì năm đó là lớp 2, lớp 3 gì em ước một cái thôi, từ đó là mẹ em không tặng cho em nữa luôn. Em ước gì không? Gì? Hồi đó coi phim cái ước có cái tuần. Gì chịu. Ước có phép thuật xong quá, từ đó là không lấy cái món quà nào nữa luôn, từ đó là không còn nữa. Cái đó gọi là phép thuật, nó chỉ di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Thôi mình đến với câu hỏi tiếp theo nha, mời các em chọn ạ. Câu số 6 ạ. Trước khi đến với Free Fire thì bạn làm gì? Lý do vì sao đến với Free Fire? Xin mời các em chọn câu trả lời. À, nếu chắc không nhầm là thú đi học nha. Sinh viên. À. Thật ra mấy câu này dễ quá. Bạn chọn sinh viên đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, câu trả lời say bé say bét. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi. Ôi trời ơi, đúng rồi. Đúng. Đập lộn mấy quá. Thì đập lộn cái thôi, làm gì vậy? Thì đúng mà, thì trước khi đến với Free Fire này thì ai chẳng phải đi học. Một thời đi học sinh viên, xong rồi thời mà gần năm cuối á, lúc đó thực tập gì rồi, năm cuối đó là thời gian nghỉ hè. Bắt đầu từ 5 giờ là mình phải đi làm tới 12 giờ, mình đi làm món nhậu. Rồi mình về á, thì thời gian còn lại từ 1 giờ sáng tới 7 giờ sáng á, thời gian đó là thời gian mình chơi Free Fire. Xong mình lại ngủ tiếp, cho tới chiều mình thức dậy mình đi làm tiếp. Thì ra là như vậy. Là kiểu như ở nhà là đi làm về chán quá không có gì chơi, xong chơi Free Fire đúng không? Đúng rồi. Thời đó đi học xong rồi rảnh rỗi quá là chơi Free Fire. Thì ra là như vậy. Rồi xin mời câu hỏi tiếp theo. Còn câu 8 này trả lời gì nữa, thôi đúng luôn rồi. Thôi chúng ta cũng không kể trả lời, mà anh Kem đọc đáp án ra đi ạ. Đây câu hỏi là nếu có cơ hội lựa chọn ngành nghề khác bạn sẽ làm gì? Đấy, câu trả lời chính là theo ngành đã học. Vâng, rất chính xác. Thì mình xin tiết lộ luôn á, là theo ngành đại học của mình á, thì mình học công nghệ thực phẩm. Nếu mà mình đi làm đúng không, là mình sẽ đi làm trong các công ty gọi là chế biến thực phẩm các thứ. Mình nói chung là khi mình vô mình làm á, thì mình sẽ là quản lý QC các thứ. Vậy sau này nếu mà không chơi Free Fire nữa thì anh có về anh làm đó không? Không. Sao vậy? Tại vì anh học không rồi, đã thấy nó sai lầm rồi nên là sẽ không làm. Cho anh xuề quê chăn bò. Không, anh sẽ về mở chạy heo, thả na chồng. Ok, hợp lý. Cho na về nhà là bà chủ chạy heo. Vô duyên, mình nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Chị có hỏi nè. Kể về lần đi chơi đáng nhớ nhất thì chắc là nhà hết rồi, cô B. Sao? Dạ, sao giọng MC thay đổi nhanh thế? Đấy, thì lần này là cái đợt mà Kem lúc đó là mới lên công ty. Đúng rồi, lúc đó là mới lên công ty thì mấy ông có về quê ổng. Đấy, từ đó là có Na với là anh Phú đi nữa mọi người. Chơi rất là vui, cho đến khi ông dẫn đi tới cái thác.
cái tháng nó đâu có nhiều, nó chảy đâu có xiết đâu, không có thể xiết nha, nó cũng không có như thấy ghê miếng nẹo chứ. Đá là lỗi. Bước qua là đá không thấy nhậm đâu luôn. Mà dẫn ông dẫn dắt qua bước qua nha mọi người. À, nếu như mọi người thắc mắc cái thác đó là sao thì mọi người hãy lên coi vlog về nhà ấy, thử coi cái thác đó nó treo leo cỡ nào cho mọi người. Cái thác đó mà trượt chân một cái là lên thiên đàng nè. Dạ các bạn thấy bọn tôi ngồi đây đâu. Là các bạn đâu thấy bọn tôi ngồi đây đâu. Nên là bữa đó tụi tôi không trượt chân nữa các bạn ạ. Rồi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Điều mà bạn ganh tị với người còn lại. Theo nghĩ là thằng Kem nó không ganh tị với ai đâu. Cái điều này là bình thường đó. Câu C. Sai bét. Ủa sai hả? Đáp án của câu này là bụng bự nha. Ganh tị bụng bự. Mình thấy bình thường, mình đâu có ganh tị bụng bự đâu. Tại vì bụng mình bự mà mình thấy nó bình thường thôi. Không, bụng của mình thường, bụng không bự. Bụng của sao muối. Ok, sao muối. Chuyện câu hỏi. Gia đình bạn có bao nhiêu người, gồm những ai? Ai là người bạn sợ nhất, vì sao? Câu này chắc con số rồi. A. Rất chính xác. Xin mời Kem trả lời. Kem là cha, mẹ, với lại anh hai. Kem là thứ ba. Đấy là gọi là thằng cháu. Đấy, nhưng mà thật ra là còn những em gái nữa mọi người. Đấy, giờ có 5 người. Ai là người bạn sợ nhất? Sợ nhất thì chắc là ba thôi. Ủa, mày ba. Sợ mẹ hả? Không, ba không sợ. Ba em là kiểu là không nói gì hết á. Kiểu là xưa giờ là cũng không có la mắng hay là chửi, không có đánh gì hết. Đây, ba mày có im im không? Im xong rồi cút cái cây không? Không, ba em im mà không cút cây, ba em bây giờ không có đánh. Ba thiệt khô à, ba thiệt khô à. Mày vô chổng nói chuyện mày xíu ai là rồi cút cái cây ra. Câu hỏi tiếp theo ạ. Mẫu người lý tưởng của bạn vì sao? Hồi nãy tôi chọn C sai phải không? Vì là câu này câu C à, bình thường. Chính xác, xin mời Kim trả lời. Lý do tại sao mình chọn bình thường á là tại vì mình thấy nếu như mà một người đẹp quá nhưng mà người ta không có hiểu mình hay là không có chấp nhận được mấy cái tật xấu của mình. Hiểu. Tôi lại nói các bạn biết là tôi vừa đọc được có một cái bài á là thay vì bạn tìm người hơn mình để bạn trách móc thì thôi bạn hãy quen người ngang tầm với của mình để mang lại sự hạnh phúc cho nhau. Người đó đẹp quá nhưng mà người ta nhiều người theo đuổi đi nhưng mà người ta không thích mấy người đó mà người ta chỉ chọn bạn thì sao? Đã chấp nhận quen rồi là không trách móc, hiểu không? Còn thôi thua rồi, em thấy. Thấy vậy? Thấy là bây giờ hai người đã hoàn thành xong hết cái phần bóc phốt này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Và đây là phần cuối cùng của chương trình. Đó chính là phần Alo Alo Happy John tới nè. Lần này thì các bạn sẽ gọi cho một bạn fan để thực hiện những nhiệm vụ sau. Chỉ dùng 3 từ để fan đoán ra tên Phú Đại. Alo. Ai ạ? À, mình gọi đến từ Heavy với bạn. Dạ phải ạ. Thì hiện tại á, là mình đang làm một gọi là một cái thử thách nhỏ nhỏ. Đó là mình sẽ nói ra, mình sẽ dùng 3 từ để diễn tả cho bạn biết và bạn đoán mình là ai. Bạn Bích ơi, bạn vui lòng, bạn nghe gõ gõ giúp mình nha. Bây giờ mình có 2 từ rồi. Đội trưởng. Đây, nghe kỹ nha. Nghe cho kỹ nha mọi người. Nói lại một lần nữa em. Trời ơi, anh cảm ơn em nha. Dễ không? 2 từ thôi. Trời ơi, anh cảm ơn Bích nha. Rồi, anh cảm ơn Bích nha. Chúc Bích nhiều sức khỏe và gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh nha. Rồi, anh cảm ơn em. Sức khỏe là tốt nha. Rồi, ok em, cảm ơn em nha. Bye bye. Trời ơi, sai mọi người. Sức ảnh hưởng của tôi lớn gì sao? Vâng, thì ngày hôm nay Phú Đại và Kem đã rất xuất sắc trả lời hết những câu hỏi cũng như là hoàn thành những thử thách mà chương trình đưa ra. Thì cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã tham gia vào Bóc Phốt Show ngày hôm nay. Thì các bạn ơi, Bóc Phốt Show thì xíu vào thứ năm hàng tuần nên là các bạn nhớ đón xem nha. Và bây giờ thì clip Heavy xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy clip này thì nhớ lại một like, chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký. Và đừng quên đăng ký hết tất cả kênh của Heavy nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.